Xin chào các bạn nhá. Hiện tại thì Lượng đang ghi hình tại chợ phiên ở vùng biên giới của đồng bào người Mông, người Nung và người Thu Lao, người Phu Lá. Chợ trên này thì rất là hoang sơ, người dân buôn bán đủ các loại mặt hàng luôn mọi người ạ. Đây là những cái bộ trang phục của quần áo của người Trung Quốc à? À, mấy cái bộ này thì em bán bao tiền một bộ hả em? À, đẹp nhỉ. Này, những cái bộ này mặc vào trông như công chúa luôn đấy nhỉ. Cảm ơn em nhá. Đây có cô bán một số giống hạt rau cải mèo này các bạn. Đó. Đây là dế tam thất này, đang phải pha nước uống các bạn nhá. Đó, rất là tốt cho sức khỏe. Và ở đây thì có một chị gái bán rau. Đó. Đây là rau mình tự rèn à chị? Rau nhíp xe ấy nhỉ. Đây rau chặt, rau thái các thứ đây. Con này là rau thái này. Này rau thái nhỉ? Không gì. Hàng không gì. Đó, đây rau thái đây. Và con này cũng là rau thái này. Ồ, rau chặt đâu? Chặt. À, đây đây đúng không? Mấy con này thôi. À đây à. Đấy, rau chặt bản to rất là đẹp. Đó. Chiều dày 5 ly. 5 đến 7 ly. Đó, trung bình nặng tầm gần 1 cân. Loại này chặt thì không sợ mẻ nhỉ chị nha. Con này không sợ. Ờ, không sợ mẻ. Đó. Đủ các loại dao. Cả dao mèo luôn này. Này con dao mèo này có khâu đồng các bạn nhé. Này, chuôi khâu đồng này. Đó, vỏ gỗ mun các bạn đó. Cho em xem tí. Chị cầm cái này để em rút ra xem tí. Đấy. Dao nhíp xe. Chặt không sợ mẻ mọi người nhé. Ai có nhu cầu mua dao về sử dụng thì alo mình. Cái giống dao này thì có thể trưng bày đó các bạn, dùng để trưng bày, dùng để sử dụng trong nhà bếp cũng như là đi rừng chặt cây thoải mái các bạn. Cho em gửi lại này. Ở ngoài đường này thì mình thấy chú bán nấm này các bạn. Đó, cái này là nấm mối, đang là mùa của nó các bạn. Nấm này thì mang về nấu canh gà, đó tuyệt vời mọi người nhá. Nấm này mọc ở trên rừng, mùa mưa này đang là mùa của nó. Còn đây là có ít mật ong các bạn. Mật ong rừng nguyên chất 100% đấy các bạn. Đó. Mật ong núi đá các bạn nhé. Ai có nhu cầu mua mật ong về để ngâm hoa đu đủ đực này, ngâm tam thất, ngâm sâm các thứ. Hoặc là mang về để chữa bệnh ho thì alo cho mình nhé. Đây, họ bán ếch này. Có chú ếch rừng, ếch đồng này các bạn. Đó. Mùa mưa này đang là mùa ếch ấy. Đó, mọi người ban đêm đi soi ếch mọi người ạ. Đó. Xong mà ra chợ bán. Đây khu cổng chợ đây thì mình thấy họ buôn bán các đồ xôi các thứ này. Đây khu này họ bán xôi nếp bảy màu các thứ và bánh các loại bánh. Khu cổng chợ đây thì đa số là người Nùng thôi các bạn. Họ mặc những cái bộ trang phục truyền thống rất là đẹp và họ bán hàng ở nơi đây các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi sâu vào trong chợ, đưa mọi người đi khám phá cái chợ phiên trên này nhá mọi người nhá. Các bạn ạ, chợ phiên trên vùng cao thì họ buôn bán đủ các loại mặt hàng luôn nhá các bạn nhá. Ở khu này thì các bạn thấy này, đồng bào người Nùng họ buôn bán các mặt hàng địa phương các bạn. Đó, những cái mặt hàng như kiểu đồ thổ cẩm của người Nùng các bạn nhé. Đó. Và đồ thổ cẩm người Mông ở khu này họ bán rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ đi sâu vào trong chợ, đi sang khu vực nông sản ghi hình trước nhá mọi người nhá. Mời các bạn đồng hành cùng mình. Anh chào hai người đẹp nhá. Hai em đang ngồi đây đợi người yêu à? Không, em ra đây. À, đi với mẹ à? Đang đợi mẹ ăn phở à? Hai em xinh gái quá. Hai em đủ tuổi lấy chồng chưa? Chưa à? Tưởng đủ rồi anh kéo một em về làm vợ. Hai em là người trên xinh chén này luôn à? Ồ, các bạn ơi, gái trên xinh chén này rất là xinh gái này, đó, rất là trắng. Hiện tại thì hai em đang đi học gì? Hay là đi làm rồi? Em đi làm rồi à? À, chắc đi làm dưới xuôi đúng không? Đi làm công ty hả? À, em làm ở đâu vậy? Em làm ở Thái Nguyên. Thái Nguyên à? Cho anh đi làm cùng được không? Nếu anh muốn đi. À, nếu anh muốn đi thì đi cùng à?
Ô, chân em dính gì kìa em ơi? Chân em dính mực kìa. Xinh gái quá. Như thế này ra chợ sợ có bị họ kéo về làm vợ không đấy? Không, không sợ à? Xinh gái quá. Này mà mặc trang phục truyền thống của người Mông ra chợ thì chắc có khi là người ta kéo về làm vợ ấy. Cảm ơn hai em nhá. À, hai em tên gì? Em tên gì? Em bên này tên gì? Em tên gì? Sư ạ. À, Sư, còn em bên này? Em tên C. C à? À, C, rất... C và Sư là hai chị em ruột à? Rất là xinh gái. Đấy, mọi người có thể ngắm lại hai em này. Gái vùng cao, xinh hơn gái phố luôn. Cảm ơn em nhá. Cảm ơn hai em nhá. Các bạn ạ, ở khu này thì mình thấy họ buôn bán đủ các loại mặt hàng luôn. Nông sản, đặc sản này. Đó. Và chợ phiên ngày hôm nay thì rất là tấp nập. Đây các cô bán những các loại cây thuốc này các bạn. Đó. Đây để mình đi vào bên trong này đã. Ghi hình ở ngoài này trước. Ở ngoài này thì có khu vực họ bán rượu ngô. Rất là phong phú các bạn. Ồ, hello em, xin cả, đang tán gái à? Không, à, đang lấy thuốc. À, đang lấy thuốc à? Em đi lên mua thuốc gì đấy? Lấy thuốc đau tiểu đường đấy. À, tiểu đường à? Hai mẹ con này mua thuốc gì? Đau dạ dày. À, đau dạ dày à? Chị bị đau dạ dày hay là em gái bị đau dạ dày? À, mẹ à? Con gái không đau, con gái chỉ đau tim thôi đúng không? Em gái đủ tuổi yêu chưa? Đi, chưa à? Em năm nay bao nhiêu tuổi? Em 13 tuổi à? À, 13 tuổi, nếu mà không đi học là có thể lấy chồng ấy nhỉ? Anh thấy nhiều người 13, 14 tuổi lấy chồng rồi. Sao không mình không mặc những cái bộ trang phục của người Mông đi chợ hả em? Không thích mặc à? Nóng à? À, cảm ơn em nhá. Đây mình sẽ sang bên này ghi hình một chút các bạn ạ, không tí nắng. Ở đây khu này nhá, mình thấy họ bán rượu ngô. Đó, rượu ngô nấu thủ công ấy các bạn, rượu nấu men hồng mi ấy. Đó, đây rượu ngô này. Ngày hôm nay bán được bao nhiêu lít rồi bác? Gần hết can 20 lít rồi nhỉ? 18 lít rồi à? Ồ, bác buổi sáng bán được 18 lít rồi. Quanh đây là có những cái tràn ruộng bậc thang rất là đẹp các bạn. Mùa này thì lúa đã bắt đầu trổ bông rồi. Đó. Và khu này này, đó, họ bán rất là nhiều rượu các bạn. Hầu như là cái chợ ở trên này họ chỉ bán rượu ngô thôi các bạn. Đấy, họ đang bán rượu ngô. Rượu ngô men lá mọi người ạ. Những cái rượu ngô này thì ở trên chợ vùng cao họ bán cực kỳ là chạy luôn mọi người nhá. Còn đây thì bác bán cái này gọi là cán cuốc này. Đó. Và đây là cái đá mài các bạn. Đá mài họ lấy ở những cái khe suối về. Đá này mài dao rất là sắc đó các bạn. Wow, bầu trời hôm nay đẹp quá mọi người ạ. Ở đây là khu vực họ bán trâu này, bán chim này. Đây mọi người đang ngồi đây để xem họ buôn bán trâu. Mình xuống đây ghi hình một chút các bạn. Đây, rất là nhiều người ngồi trên này xem trâu này. Wow, ở đây có mấy mẹ con trâu. Em chào anh. Trâu ở đây thì giá như thế nào anh? Anh không, anh đi xem thôi à? Anh, trâu ở đây bán như thế nào đấy? Cho theo cho to cho bé đâu. À, thì con này thì bao nhiêu tiền? 20 triệu. 20 triệu à? À, con này 20 triệu nó có gì kia, nó chảy gì kìa? Chửa. À, chửa à? À, trâu mua này rẻ thôi nhỉ anh nhỉ? Bây giờ Trung Quốc họ không thu mua ấy nhỉ? Rẻ. Vâng, cảm ơn anh nhá. Đây, ở đây thì có rất là nhiều trâu. Ở chợ trên này thì trâu họ bán cũng rất là nhiều mọi người ạ. Đây, một chú trâu đực rất là to. Nhưng mà không thấy ai trông ở đây. Không có chủ các bạn. Trâu của anh chị à? À, con này thì họ bán bao tiền? À, không biết à. Đây mình sẽ thôi, sẽ sang bên này ghi hình ở chỗ này một chút nha mọi người nhá. Đây, khu này mới là tuyệt vời này mọi người. Cho mọi người ngắm thiên nhiên một chút nhá. Đây, khung cảnh thiên nhiên đây mọi người ạ. Đẹp không ạ? Rất là đẹp nha mọi người nhá. Đây là tràn ruộng bậc thang. Ruộng ở trên này thì bắt đầu trổ bông rồi. Đó các bạn. Một màu xanh mơn mởn rất là đẹp mọi người ạ. Và
đến mùa lúa chín ở trên này thì rất là đẹp các bạn nhá. Tí kết thúc phiên chợ thì mình sẽ đi sâu ở trong bản kia, quay cánh đồng bậc thang cho mọi người xem nhá. Cái này đẹp nhà cô nhỉ. Cái này thì mình bán thế nào đấy? 50.000 một cái rồi. À 50.000 một cái. Mang về để treo đẹp. Cô là bán những cái đồ thổ cẩm. Một chút muộn muộn thì khách Tây lên đây họ mới quan tâm cái mặt hàng này nhiều nhỉ. 10 giờ Tây mới lên đây. Đó. Những con thú cưng này. Đó. Chúc cô đắt hàng nhá. Ở đây có cô bán sâm đương quy các bạn ạ. Đây là những cái củ sâm đương quy này. Mang về ngâm rượu hoặc đun nước uống, hầm gà, hầm xương. Rất là tốt cho xương khớp, đặc trị xương khớp luôn. Ai mà đau nhức mỏi xương khớp sử dụng cái này cực kỳ là tốt mọi người nhá. Ồ, cà tím này. Đây, khu này thì đồng bào người Mông này xuống chợ vô cùng là nhộn nhịp mọi người ạ. Đó, đồng bào người Mông hôm nay xuống chợ đông lắm. Chuẩn bị vào mùa tựu trường rồi, cho nên là họ chuẩn bị xuống chợ mua quần áo, giày dép, sách vở cho học sinh các bạn, cho con em mình. Đây là cái quả này là quả tê các bạn. Quả này nó ở trên rừng các bạn nhá. Cái này thì vừa làm thuốc này, vừa làm gia vị thức ăn này. Đó, bình thường chúng ta lên vùng cao ấy có những cái loại tinh dầu tê ấy để cho bát phở ấy thì thường là cái này đấy các bạn. Họ sẽ nấu tinh dầu hoặc là họ sẽ phơi khô ăn trực tiếp luôn mọi người ạ. Ai mẹ con lôi nhau đi tìm mua cái gì đây? Cháu ạ. À tưởng là hai mẹ con cơ. Hai thế hai cô cháu đi tìm mua gì đây? Đi chơi à? Đây có cô bán gần hết hàng rồi, đang đếm tiền mọi người ạ. Đây là hoa đu đủ đực này. Đó, mang về phơi khô, đun pha nước uống. Hoặc là các bạn mang về ngâm mật ong hoặc là ngâm rượu. Cái này ngâm mật ong rất là tốt các bạn. Dùng để chữa u biếu mụn nhọt các bạn. Đó, ngừa ung thư. Đó. Bác nào sau khi quá trình xạ trị sử dụng cái này rất là tốt nhá. Ai có nhu cầu mua về sử dụng thì alo cho mình nhá. Khu này đồng bào người Mông có họ tụ tập buôn bán hàng hóa vô cùng là nhiều mọi người ạ. Đây là hàng hóa nông sản họ tụ tập ở đây rất là nhiều mọi người ạ. Chào các người đẹp nhá. Các em bán quả này là quả quất hồng bì. Đó. Con này ngủ ngon quá nhỉ. Con nhỏ như này sao không để ở nhà mang ra chợ? Em gái chồng rất trẻ thôi, không biết là em năm nay bao nhiêu tuổi? 18 tuổi. Lấy chồng từ năm bao nhiêu tuổi? Vừa năm trước thì năm 17 tuổi à. Thế chồng đây à? Chồng đây à? Không phải chồng à? Chúc các em đắt hàng nhá. Chào các chú. Các chú đang xem cái cây gì đấy? Đau tim. Cái này là cỏ một lá. Cỏ một lá mọi người ạ. Thế bảo Trung Quốc mua quả cỏ này đắt lắm đúng không ạ? Cảm ơn các chú nhá. Đây là thuốc này, thuốc gia truyền đúng không? Các loại thuốc luôn. Thuốc bổ máu này. Đó, thuốc đau đầu này. Đó, xương khớp này. Đây là cái quả để chữa bệnh dạ dày đúng không? Mang về hầm với thịt ăn các bạn ạ. Đó, chữa bệnh dạ dày cực kỳ là tốt. Còn đây là thuốc xương khớp à? Xương khớp đau lưng. Xương khớp đau lưng các thứ, yếu sinh lý. Cái nào yếu sinh lý đây? Cái này à? Cái này là xương khớp à? Đấy, bác nào bị yếu lên trên chợ vùng cao này mua một chai về uống là vợ vui ngay ấy nhỉ. Đau lưng khỏi rất là nhanh à. Còn đây là rễ cây. Chữa bệnh đau lưng. Rễ cây đun nước uống chữa đau lưng hoặc là ngâm rượu đúng không ạ? Đây khu này bên này, cảm ơn các chú nhá. Bên này có cô đang bốc thuốc này các bạn. Đó. Chào cô nhá, cô đang bốc thuốc gì đấy? Cô đang lấy thuốc gì đấy ạ? Cái này. Vâng. Công đại tràng giả sản. Đâu đại tràng. Thế là cô người Nùng này đi mua thuốc đại tràng à? Đó. Trên vùng cao thì có rất là nhiều thầy lang.
cặp đôi này đang yêu nhau à? Anh trai à? À. Họ có rất là nhiều vị thuốc gia truyền. Thật là thần kỳ mọi người ạ. Ở bên này thì mình thấy họ bán, đây là những cái củ bảy lá một hoa này, thất diệp nhất chi hoa. Cái củ này rất là hiếm, dùng để chữa u biếu mụn nhọt. Đó. Cái này để tan u rất là tốt mọi người nhá. Và cái này là cái lan kim tuyến này. Đó. Dùng cũng để tan u này, chữa não này các bạn. Và đây là cái cây mật gấu mát gan. Đó các bạn. Chua nước uống để mát gan, thanh lọc cơ thể các bạn. À đây có một cây củ bảy lá một hoa này. Rất là to, củ này thì rơi vào tầm 5 lạng các bạn ạ. Củ bảy lá một hoa này. Củ này rất là hiếm và rất là quý nha các bạn nhá. Cái khúc cây cô đang cầm trên tay không phải khúc vô chi vô giác đâu mọi người ạ. Khúc này để làm thuốc đấy. Đây. Cây bổ máu ấy mọi người nhá. Đó. Lấy cái này về đun nước uống, thay nước uống hàng ngày để lưu thông các mạch máu trong cơ thể rất là tốt các bạn ạ. Chào em gái. Sao ngồi ở đây một mình cô đơn vậy? Sao ngồi ở trong kia cùng mọi người cho vui? À, ngồi đây cho thoáng à? Thế cho anh ngồi cùng cho đỡ cô đơn nhá. Anh ngồi đất cũng được. Thì có sợ người yêu ghen không? Có người yêu chưa? Có rồi ạ. Có rồi à? Tí người yêu về đánh anh sao? Không đâu à. Chiều em tí thôi, chúc em bán đắt hàng nhá. Ở khu này họ đang trao đổi buôn bán măng. Những cái loại măng mai các bạn ạ. Đó. Hello người đẹp. Này bán được nhiều thịt cho em. À, em gái rất là xinh. Sắp đi học chưa em? Em sắp rồi, cuối tuần em đi. À, cuối tuần đi rồi. Cuối tuần là ra Lào Cai học rồi. Cảm ơn em nhá. Chúc hai mẹ con bán đắt hàng nhá. Khu này là khu vực họ bán thịt lợn các bạn ạ. Đó, khu họ bán thịt lợn này thì rất là nhộn nhịp mọi người ạ. Đây, ngày hôm nay thì mình thấy người dân ấy, họ trao đổi đủ các loại mặt hàng luôn. Đây là họ thêu để làm những cái họa tiết hoa văn, để làm váy, làm áo các thứ các bạn. Giờ rảnh họ sẽ thêu cái này, xong bán kiếm thêm thu nhập các bạn. Đấy, khu vực này thì rất là rộng và chợ này có mái che đàng hoàng cho nên là không sợ mưa gió, nắng không tới đầu luôn các bạn ạ. Các bạn ạ, đang đi khám phá chợ thì đói quá, đi ăn sáng, làm quả đùi gà đen. Mời các bạn ăn sáng cùng mình nhá. Đây, ba nước chấm đây. À, còn thiếu hạt dổi các bạn. Phở nóng hổi. Bát gà đen và bát phở và quả đùi gà đen. Cho phát là nói chung ăn này nó sướng các bạn ạ. Mời các bạn ăn sáng của mình nhá. Ngon thật. Đùi gà nó rất là chắc. Thịt gà này nó dai lắm bạn. Ớt này cay cực kỳ luôn. Ngon quá mọi người ạ. Đấy. Con gà đen này nó kiểu lai gà trọi các bạn. Các bạn thấy đùi nó này. Đấy.
ngon, gà ngon, ớt hơi cay. Dài thật các bạn. Bình thường nếu mà chặt ra thì mình không ăn hết cái đùi này đâu, để nguyên như này sẽ ăn thì mới ăn hết các bạn ạ. Mời các bạn nhá, mời các bạn ăn sáng cùng mình bát phở vùng cao đây. Nước dùng phở đây rất là ngon các bạn. Cay quá. Công nhận ớt vùng cao cay thật các bạn. Các bạn ạ, do đi đường đói bụng quá cho nên là mình đi vào ăn sáng luôn, chưa kịp quay cho các bạn xem khu vực ẩm thực của chợ phiên đó. Bây giờ thì mình sẽ đi quay khu vực ẩm thực chợ phiên và các khu vực khác của chợ phiên. Đây là nồi thắng cố. Đây là thắng cố gì đấy anh ơi? Bò đấy, một nồi thắng cố bò. Cho dù ăn no nhưng mà nhìn cái nồi thắng cố này đó, vẫn thấy thèm thôi. Ngày trước thì không thấy thắng cố ở trên chợ này đâu. Bây giờ thì họ mới bắt đầu làm. Anh vừa mới làm thôi đúng không? Mấy tuần trước em không thấy có thắng cố ở trên. Chốt cả ớt nào đi anh Báo ơi, có ớt chưa? Chưa. Đây, ở trong này nhá. Họ đi ăn uống nhậu nhẹt rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ đi ghi hình cái quang cảnh ẩm thực của chợ phiên. Đây du khách quốc tế này. Đi chơi, chụp ảnh, lưu niệm. Đây thì có cô đang làm lòng rồi này các bạn, đó đúc lòng tại chợ đó. Xuống chợ là phải làm vài ly rượu nhỉ chú nhỉ? Sao có ly để dưới cái bát rượu này? Con đi đi rồi mua vẻ nó đang đi về bán rượu. Bán rượu đó, cái rượu mình Mỹ. Họ bán rượu là không có chai, bê cái bát ra kia mua. Ba người là làm hết một bát này là say không? Không say đâu. Không say không say. Vâng, cứ uống vừa tập thôi mà còn có đủ tỉnh táo đi về. Đi bộ hay đi xe vậy? Đi bộ cho an toàn nhá. Vâng. Chúc các chú ngon miệng nhá. Đi xe là cũng đáng nhiều đấy. Bên trong này thì đây mọi người xem này. Đó, cái chợ ở trên này thì rất là nhộn nhịp đó. Ở chỗ này các bạn ạ, đấy, khu này thì có một cô đang lấy mèn mén cho khách này. Đó. Mèn mén của cô thì sẽ trộn với cơm. Trộn với cơm để ăn cho đỡ khô nhỉ cô nhỉ? Đó, một số người thì họ ăn quen kiểu trộn cơm này rồi. Đây có chị gái đang ăn mèn mén này, đó, đang dịu con đằng sau lưng. Đấy, một bát mèn mén các bạn. Đây có mấy cô chú ăn đi ăn sáng thì cũng phải làm 1-2 chai rượu các bạn nhé. Người vùng cao là thế mà, xuống chợ là phải uống rượu ngô các bạn. Các bạn ạ, đây là chảo ốc đậu này. Thường thì sẽ ăn kèm với mèn mén các bạn ạ. Ốc đậu đây thì họ sẽ không cho gia vị đâu. Đó. Nguyên vị.
mọi người ăn thì sẽ tự nêm nếm gia vị thôi mọi người ạ. Có cô ăn sáng tại khu vực bán hàng này luôn này. Đó. Cô thì ăn cơm với lại ốc đậu các bạn nhá. Đấy. Kiểu là bán hàng ấy thì ăn ở tại đây luôn, đỡ phải nhờ người trông hàng. Cô thì bán sâm các bạn ạ. Đây là sâm đương quy. Đó, trong đầu video mình có giới thiệu rồi. Còn đây là sâm đại hành mọi người nhá. Cái sâm đại hành này thì nó rất là tốt. Nó này dùng để bổ máu các bạn ạ. Đây là vitamin Go Go tại chợ phiên. Thịt chó này các bạn đó. Có cả dồi chó các thứ luôn. Có thể là nấu thang cố luôn các bạn nhé. Anh chắc là mua về nhậu đúng không? Vừa thấy mua một nửa con gà đen. Mua về nhà nhậu cho an toàn nhỉ. Uống rượu ở chợ này đi đường nguy hiểm lắm. Chuẩn bị đi đâu? Cho anh đi cùng. Thế à, cho anh đi cùng nhá. Thế là hai chú là uống rượu ngô hay là rượu gạo đấy? Rượu ngô à? À rượu ngô hả? Đi chợ phiên là làm một bát ra. Đây mình cho các bạn xem này. Một bát nước chấm ớt này. Một bát ốc đậu này. Một bát thịt lợn và lòng này. Đó. Và làm vài ly rượu ngô. Chúc các chú ngon miệng nhá. Đây thì mình thấy họ bán măng các thứ này các bạn. Và một chút nông sản ở vùng cao các bạn. Chào em nhá. Em thêu cái này để làm váy hay là em thêu để bán đây? À em gái. Thêu để bán à? Thế ví dụ như mình thêu cái này thì một cuộn to như này thì được bao nhiêu tiền em? 200.000 à? Tức là lúc nào mình rảnh mình mới thêu thôi đúng không? Lúc nào rảnh thì ngồi thêu. Thậm chí là phải một tuần mới xong cái này đúng không? Em gái bên này thì cũng cất đồ rồi, không thêu nữa. Này thêu được nhiều chưa em? Ít thôi ạ. Ít thôi à? Đây có chị gái cũng đang ngồi thêu này các bạn. Đó. Và đây là con cao cao. Đó, mang về để nuôi chim, xà mào các loại chim. Hoặc là cũng có thể mang về rang ăn được. Ở đây con chôm này các bạn. Chôm rừng này các bạn. Tưởng các anh ngồi đứng ở đây nói chuyện hóa ra là làm một bát thang cố này. Rượu này các bạn đó. Vâng, mấy ông bán thịt lợn là rảnh ra đây làm vài ly rượu. Quỳ đây nghe.